Thưa quý vị, nhân dịp tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế vành đai và con đường lần thứ ba tại Bắc Kinh Trung Quốc, chiều ngày 18 tháng 10, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc gặp với Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe. Tại cuộc gặp, hai bên đã thống nhất mở rộng hợp tác song phương trên các lĩnh vực, trong đó có tôn giáo và giao lưu văn hóa nhân dân. Hai nhà lãnh đạo đã ghi nhận những bước phát triển tích cực của mối quan hệ giữa Việt Nam và Sri Lanka trong thời gian vừa qua, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, tôn giáo, giao lưu nhân dân. Dịp này, Chủ tịch nước võ văn thưởng đã đề nghị hai nước làm sâu sắc thêm hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng khác như du lịch, đào tạo, trao đổi văn hóa, tôn giáo, giao lưu nhân dân. Trong đó có việc nghiên cứu mở đường bay thẳng kết nối các điểm đến của Phật giáo để thúc du lịch tâm linh. Trong thời gian vừa qua, nhiều hoạt động thúc đẩy mối quan hệ Phật giáo Việt Nam Sri Lanka đã được xúc tiến như hợp tác giữa các từ viện, đào tạo du học, trao đổi chương trình phát sóng giữa kênh truyền hình Phật giáo góp phần tăng cường hơn nữa tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia